Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sưu tập áo crop top ha. Bộ sưu tập này rất là đẹp. Đây là chiếc áo dây dưới bèo ha. Đây là những chiếc áo dây rất là dễ thương. Các bạn có thể mặc cái quần sọt hay hoặc là váy cũng đẹp ha. Đó, rất là dễ may nha các bạn. Những bạn mới học may thì có thể may những chiếc áo như thế này rất là đơn giản mà vô cùng dễ thương. Đó, đây là cổ tim đắp chéo ha. Đơn giản thôi. Cái tay này giống như cái tay cánh tiên đấy. Các bạn cứ cắt thay giống tay cánh tiên là ok. Cổ tròn bình thường ha. Rất là đơn giản và rất là đẹp. Và chiếc áo này là có hai màu ha. Bạn có thể tham khảo và tự mua vải và cắt may cho mình ha. Cổ này cổ tim bình thường thôi ha. Đơn giản mà vô cùng dễ thương. Đây là áo chấm bi nè. Tay bèo 3 tầng ha. Cột nơ dưới cái lai. Đây là áo sơ mi. Cột nơ dưới lai và tay liền ha. Đó, áo này rất là đẹp đấy các bạn. Đây là những cái áo phối hoa tay ha, kiểu này mặc rất là trẻ trung nha các bạn. Tiếp tục là áo màu hồng đẹp quá. Đôi khi mình mua vải mà về không biết may kiểu gì thì đây là bộ sưu tập để các bạn nhìn xem ha, là mình có thể nhìn rồi xong các bạn đi mua vải về tự may ha. Đó, áo hoa này. Nhau hoa kiểu này rất là dễ thương và trẻ trung này. Những kiểu này rất không khó may đâu ha. Không khó cắt ha. Rất là dễ luôn. Cái màu này rất là ngọt ngào ha. Tiếp theo là màu vàng. Mình phối với cái váy màu đen cũng rất là đẹp ha. Đấy, tiếp tục là cái áo này. Áo cổ vuông ha, gài 3 nút. Rất là đơn giản, dễ may. Qua đây là bộ sưu tập này thì các bạn có thể tự may cho mình ha. Các bạn cứ xem hết cái video này thì có những mẫu rất là đẹp, đơn giản. Sơ mi trắng, áo túi trước ngực nè, nó màu đỏ rất là đẹp nè các bạn, đỏ đô ha, có cột inner phía sau, đây là áo trắng, chạy thun bò ha, bò lại thun bò, chạy thun chỉ đấy, áo này cũng vậy. Đẹp lắm. Tiếp theo là áo sọc, đây là phần thân sau nè. Nó hở lưng, nó cột ngay cho cái eo dây ha. Ở phía trước nó sẽ là cổ tròn.